183, Chuyện đồ tàn thực, tiền thân, Valodaka. Nước tồi tệ, ích dị. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về 500 người sinh sống bằng cách ăn đồ ăn dư thừa. Nghe nói ở Xá Vệ, có 500 cư sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con, rồi cùng sống với nhau, và đến nghe pháp bậc đạo sư giảng. Giữa họ có một số chứng quả dự lưu, một số chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, không một người nào là không chứng quả. Dân chúng mời bậc đạo sư thọ thực và thường mời luôn các cư sĩ ấy, nhưng họ có 500 người hầu hạ, đem tăm xỉa răng, nước rửa mặt, hương thơm, dòng hoa, và những người này sinh sống với đồ ăn dư thừa của chủ. Sau buổi ăn sáng, bọn ấy nằm ngủ, rồi khi thức dậy, cả bọn đến sông Asiravati la hét trên bờ sông và vật lộn nhau như những người Mala. Còn 500 cư sĩ không làm ồn, không la hét và sống yên lặng tịnh cư. Bậc đạo sư nghe tiếng ồn ào của những người hầu ăn tàn thực ấy, liền hỏi trưởng lão Ananda, tiếng ồn này là gì vậy? Ngài được đáp lại, bạch Thế Tôn, đây là tiếng ồn của những người hầu ăn tàn thực. Bậc đạo sư nói, này Ananda, không phải chỉ nay những người hầu này ăn tàn thực xong và làm ồn ào quá, còn những người cư sĩ này không phải chỉ nay mới quy tụ với nhau và giữ im lặng. Thuở xưa họ cũng đã như vậy rồi. Rồi theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một vị đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát làm người cố vấn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. Một thời, vua nghe nói ở biên địa có nổi loạn, liền chuẩn bị 500 con ngựa sinh cùng với 4 loại binh chủng ra đi và bình định biên địa. Sau khi trở về Ba La Nại, vua ra lệnh, vì các con ngựa sinh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đồ tươi và uống nước nho. Các con ngựa sinh uống nước thơm ngon rồi đi vào chuồng ngựa và đứng yên lặng trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiều đồ ăn cặn bã với các chất ngon ngọt đã bị vắt hết. Những người ấy hỏi vua, này chúng con phải làm gì với những vật này? Vua nói, hãy nhồi chúng với nước, vắt khô với giải lọc và cho đàn lừa. Những con lừa uống nước cặn bã trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh khắp sân vua. Vua mở cửa sổ lớn nhìn xuống sân, gọi Bồ Tát đang đứng gần và nói, hãy nhìn xem, những con lừa này uống nước cặn bã xong trở thành say sưa, la hét, nhảy chồm lên và chạy quanh. Còn các con ngựa sinh sanh ra thuần chủng, sau khi uống nước thơm, lại im lặng và đứng một chỗ, không chạy nhảy qua lại. Vua hỏi vì sao như vậy, và Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Nước tồi tệ, ích dị, chất tươi, bị vắt sạch, uống vào, lừa say sưa. Thưa nhân chủ, ngài hỏi, ngựa sinh, loài thuần chủng, uống loại nước thượng dị, đứng yên lặng tại chỗ, không chạy nhảy say sưa. Rồi Bồ Tát giải thích vấn đề qua bài kệ thứ hai. Cũng vậy, người hạ đẳng, dù ăn món dư tàn, vẫn say sưa nhảy nhót, sống thoải mái an nhàn. Còn hạng người thuần tánh, giữ tâm trí vững vàng, cho dù được uống cạn rượu thượng vị cao sang. Vua nghe lời Bồ Tát nói, liền cho đuổi các con lừa ra khỏi sân chầu. Sau đó, vua tuân theo lời dạy của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân. Rồi khi mạng chung, vua đi theo nghiệp của mình.
Khi bậc đạo sư nói pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, 500 con lừa là những người ăn tàn thực này, 500 con ngựa sinh là 500 cư sĩ này, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 184. Chuyện người luyện ngựa Giridanta. Tiền thân Giridanta. Con ngựa Pandava. Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về một người thân cận kẻ ác. Hoàn cảnh câu chuyện đã được kể trong Tiền thân Mahila Mukha số 26. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, tỷ kheo này mới thân cận kẻ ác. Thuở xưa, tỷ kheo này cũng đã thân cận kẻ ác rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, vào thời vua Sama trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình đại thần, và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành cố vấn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. Bấy giờ vua có con ngựa quý tên Pandava, và một người huấn luyện ngựa tên Giridanta là người què chân. Con ngựa thường thấy người cầm dây cương đi phía trước suy nghĩ, người ấy muốn dạy ta đi cà nhắc, nên nó học theo và đi cà nhắc. Người ta trình cho vua biết là con ngựa bị què. Vua sai mời thú y. Thú y không thấy bệnh gì trên thân con ngựa, liền thưa với vua, hạ thần không thấy bệnh gì trên thân con ngựa cả. Vua cho gọi Bồ Tát, hãy đến này khanh và tìm nguyên nhân việc ấy. Bồ Tát đi đến, biết con ngựa ấy què là do thân cận với người huấn luyện ngựa bị què, liền tâu cho vua biết sự kiện này. Đây là cái hại do thân cận người xấu. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Con ngựa Pandava của đại vương Sama bị tật nguyền tai hại vì Giridanta, nó bỏ bản tánh xưa, học theo người huấn luyện. Vua hỏi Bồ Tát, này khanh, nay phải làm gì? Bồ Tát đáp, hãy tìm một người huấn luyện tốt, không què, và con ngựa sẽ trở lại như xưa. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Tìm người đáng tin cậy, có phong cách tốt lành, thắng dây cương vào ngựa, tập nó chạy vòng tròn, nó mau bỏ tật cũ, học theo người huấn luyện. Vua làm theo như vậy, con ngựa dần trở lại tốt lành như xưa. Vua khen Bồ Tát hiểu biết tính tình các loài súc sanh, liền ban thưởng Bồ Tát nhiều danh vọng lớn. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài liền nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Giridanta là Đề Bà Đạt Đa, con ngựa là tỷ kheo thân cận người ác, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 185. Chuyện tâm bất tịnh. Tiền thân Anabirati. Như nước đục, không trong. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một thanh niên Bà La Môn. Chàng tinh thông ba tập Vệ Đà, giảng dạy thánh điển cho nhiều thanh niên sách Đế Ly và Bà La Môn. Sau một thời gian, thanh niên ấy xây dựng gia đình, tâm tư suy nghĩ đến y phục, trang sức, nam nô nữ tỳ, ruộng đất, trâu bò, vợ con, vân vân. Bị tham sân si chi phối, tâm tư vẫn đục, chàng không thể đọc các chân ngôn theo thứ tự rõ ràng. Một hôm, người ấy đem theo nhiều hương, vòng hoa, đi đến Kỳ Viên cúng dường, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư ân cần nói chuyện với người ấy và hỏi, này cư sĩ, ông dạy học các chân ngôn, ông có thuộc lòng các chân ngôn ấy chăng? Bạch Thế Tôn, lúc trước con thuộc lòng các chân ngôn ấy, nhưng từ khi con lập gia đình, tâm con trở nên dẫn đục, do vậy con không thuộc lòng các chân ngôn ấy như trước nữa. Bậc đạo sư nói, này cư sĩ, không phải chỉ nay ông mới như vậy, thuở trước tâm ông không dẫn đục, ông đã thuộc lòng các chân ngôn.
Nhưng khi ông bị các dục vọng chi phối, thì ông không nhớ các chân ngôn nữa. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của cư sĩ ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát học thuộc lòng các chân ngôn ở Takashila và trở thành bậc sư trưởng có danh tiếng. Khi trở về Ba La Nại, Bồ Tát dạy các chân ngôn ấy cho một số đồng thiếu niên Sát Đê-li và Bà La Môn. Trong số ấy có một thanh niên Bà La Môn học thuộc lòng ba tập Vệ Đà mà không ngập ngừng một câu nào cả, và trở thành phụ tá cho sư trưởng dạy các chân ngôn. Sau một thời gian, vị ấy lập gia đình, luôn luôn bận tâm vì gia sự, nên tâm trở thành dẫn đục, không thể tụng đọc thuộc lòng các chân ngôn nữa. Rồi vị sư trưởng đi đến thăm thanh niên ấy và hỏi, này thanh niên, con có còn thuộc lòng các chân ngôn không? Chàng đáp, từ khi con lập gia đình, tâm con trở thành dẫn đục, con không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn. Vị sư trưởng nói, này con thân, khi tâm bị dẫn đục, dù con cố học, kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, cũng không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn được. Nhưng khi tâm trong sáng, thì có thể nhớ chúng rõ ràng. Sau đó, Bồ Tát đọc hai bài kệ này. Như nước đục giấy bùn, không thấy sò, hến, cá, sạn, cát, nằm phía dưới. Cũng vậy, tâm dẫn đục, không thấy được lợi mình, không thấy được lợi người. Như nước lặng trong suốt, thấy sò, cá, nằm dưới. Cũng vậy, tâm thanh thản, thấy lợi mình, lợi người. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài trình bày các sự thật. Cuối bài giảng ấy, thanh niên Bà La Môn đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, thanh niên này là thanh niên Bà La Môn kia và vị sư trưởng là ta vậy. 186. Chuyện vua mang sữa đông, tiền thân Dadivahana. Đẹp, thơm và vị ngọt. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về sự thân cận với kẻ ác. Câu chuyện này giống như câu chuyện trước, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, thân cận kẻ ác là không tốt và có hại. Tại sao ta phải nói đến tác hại của bạn ác đối với con người? Trong thời quá khứ, do thân cận với cây niêm ba không ngọt và không tốt lành, một cây xoài, dù thuộc loài vô tri, với vị ngọt sánh bằng thực phẩm chư thiên, cũng trở thành chua và đắng. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, bốn anh em Bà La Môn tại xứ Kashi xuất gia làm đạo sĩ. Họ làm một dãy am thất bằng lá, ở khu vực tuyết sơn và sống tại đó. Người anh cả mệnh chung và sanh làm thiên chủ Saka, đế thích. Biết rõ thần lực của mình, sau khoảng 7 hay 8 ngày, đế thích thường đến thăm và giúp đỡ đồ chúng. Một hôm, thiên chủ đi đến thăm vị khổ hạnh lớn tuổi nhất, đảnh lễ, ngồi xuống một bên rồi hỏi. Thưa tôn giả cần gì? Vị này mắc bệnh hoàn đản, đáp. Tôi cần lửa. Đế thích cho một con dao kiếm có búa. Con dao kiếm có búa được gọi như vậy là vì khi lắp cán vào, có thể dùng con dao như dao hay cây búa. Vị tu khổ hạnh hỏi, với dụng cụ này, ai mang củi lại cho ta? Đế thích nói, thưa tôn giả, khi tôn giả cần củi, chỉ lấy tay gõ lên cây búa này và nói, hãy đem củi cho ta và nhen lửa, cây búa sẽ đem củi lại và nhen lửa cho tôn giả. Sau khi cho vị ấy con dao kiếm có búa thần ấy, đế thích đi đến vị thứ hai và hỏi, thưa tôn giả cần gì?
gần chòi lá vị này có con đường voi đi, các con voi làm vị này bực phiền, vị này nói, các con voi này làm ta khổ sở, hãy đuổi chúng đi. Đế Thích giao cho vị ấy một cái trống và nói, thưa tôn giả, đánh mặt phía này, tôn giả sẽ đuổi các kẻ thù, đánh mặt phía bên kia, kẻ thù sẽ trở thành bạn tốt, và bao vây tôn giả với bốn loại binh chủng. Nói vậy xong, Đế Thích cho vị này cái trống, và đi đến vị trẻ tuổi nhất, và hỏi, thưa tôn giả cần gì? Vị này cũng bệnh hoàng đản nên nói, tôi cần sữa đông. Đế Thích cho vị này một ghè sữa đông và nói, nếu tôn giả muốn gì, hãy lật ngược ghè này, nó sẽ trở thành sông lớn, chảy dòng nước lớn, và có thể chiếm một quốc độ cho tôn giả. Nói vậy xong, Đế Thích ra đi. Từ đó trở đi, con dao kiếm có cây búa, được dùng để đốt lửa cho người anh trưởng. Người thứ hai, nhờ đánh mặt trống, đuổi các con voi đi. Còn người em út dùng sữa đông. Lúc bấy giờ, một con heo rừng sống trong một ngôi làng cũ, chợt thấy một hòn ngọc có thần lực. Khi nó lấy miệng cắn hòn ngọc, nhờ thần lực hòn ngọc, nó bay lên hư không, đi đến một hòn đảo giữa biển và nghĩ, này ta sẽ ở lại đây. Nó đi xuống một chỗ tốt đẹp dưới gốc cây Udumbara và nó sống tại đó. Một hôm, con heo rừng để hòn ngọc trước mặt và nằm ngủ dưới gốc cây ấy. Có một người sống ở nước Kashi, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, vì không giúp ích được gì, bèn đi đến bờ biển, leo lên một chiếc tàu làm người giúp việc cho chủ tàu. Khi tàu bị chìm giữa biển, anh ta nằm trên tấm gỗ, trôi đến hòn đảo ấy. Trong khi đi tìm trái cây, thấy con heo rừng nằm ngủ, anh ta đi nhẹ đến gần và lấy hòn ngọc. Nhờ thần lực hòn ngọc, anh ta bay lên hư không, ngồi trên cây Udumbara và suy nghĩ. Con heo rừng này, nhờ thần lực hòn ngọc, đi được trên hư không, ta nghĩ có lẽ nó muốn sống ở đây. Trước hết, ta hãy giết nó, ăn thịt, rồi sẽ đi. Anh ta bẻ một cây gậy, và phóng cây gậy rơi xuống trên đầu con heo rừng. Con heo rừng thức dậy, không thấy hòn ngọc, hoảng sợ chạy quanh. Anh ta ngồi trên cây cười lớn, con heo rừng nhìn lên, thấy anh ta liền hút đầu vào cây và chết tại chỗ. Anh ta trèo xuống đốt lửa, nấu thịt con heo rừng, ăn xong, liền bay lên hư không. Khi bay ngang qua dãy tuyết sơn, anh ta thấy am thất các đạo sĩ, liền xuống am thất của người lớn tuổi nhất, ở đó 2-3 ngày, và được vị tu khổ hạnh chiêu đãi. Thấy thần lực của con dao kiếm có cây búa, anh ta nghĩ, ta phải lấy vật dụng này. Anh ta chỉ cho vị tu khổ hạnh thần lực của hòn ngọc và nói, tôn giả hãy lấy hòn ngọc này của tôi và cho tôi con dao kiếm có búa. Vị tu khổ hạnh mong muốn đi trên hư không, bèn lấy hòn ngọc và trao đổi con dao kiếm có búa với anh ta. Người ấy lấy con dao kiếm có búa, đi một lát gõ vào vật ấy và nói, này con dao kiếm có búa, hãy chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc cho ta. Con dao kiếm có búa liền đi chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc. Anh ta cất con dao kiếm có búa tại một chỗ kín, đi đến gần vị đạo sĩ thứ hai và sống tại đó vài ngày. Anh ta thấy được thần lực cái trống, bèn gạ đổi hòn ngọc để lấy cái trống. Với cách thức như trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy rồi đi đến người em út. Thấy thần lực của ghè sữa đông, anh ta cho hòn ngọc đổi lấy cái ghè sữa đông, và với phương tiện trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy, anh ta lấy lại hòn ngọc, con dao kiếm có búa, cái trống và cái ghè sữa đông, rồi bay lên hư không. Đứng không xa Ba La Nại, anh ta gửi thư nhờ một người cầm tay mang đến cho vua. Hãy giao quốc độ cho ta, hay muốn bị chém đầu. Vua được tin liền nói, ta sẽ bắt tên đạo tặc kia. Vua đi ra khỏi thành, tên cướp ấy
đánh trên một mặt trống khiến bốn loại binh chủng vây quanh mình. Khi biết được vua đã dàn bày thế trận, anh ta lật ngược cái ghè sữa đông khiến dòng sông lớn tuôn chảy. Đại quân của vua bị sữa đông chìm ngập không thể ra được. Rồi anh ta gõ cây kiếm có búa, bảo con dao chặt đầu vua, con dao bay đi, đem đầu vua lại và quăng dưới chân anh ta. Không một ai có thể đưa binh khí lên chống anh ta. Với quân lực bao quanh, anh ta vào thành, làm lễ quán đảnh, trở thành vua, tên là Dadivahana, vua mang sữa đông và trị vì nước. Một hôm, trong khi đang chơi thả lưới trên sông lớn, một trái xoài chín được chư thần sử dụng trôi từ hồ Kanamunda ở tuyết sơn xuống và mắc vào lưới. Khi lưới được kéo lên, thấy trái xoài ấy, các quan liền dâng vua. Trái xoài ấy lớn bằng cái ghè, tròn trịa, màu sắc vàng. Vua hỏi những người đi rừng, trái cây gì vậy? Khi nghe đáp là trái xoài, vua ăn xong, bảo đem gieo hộp xoài vào vườn của mình và tưới nước sữa. Cây mọc lên, đến năm thứ ba đã sanh trái. Cây xoài được kính trọng, được tưới nước sữa, được cho hương liệu dày đến 5 phân, các dòng hoa được giăng xung quanh. Cây được đốt đèn với dầu thơm, có màn vải bao bọc xung quanh để bảo vệ các trái chín có vị ngọt và sắc vàng. Khi vua Dadivahana gửi các trái xoài để tặng các vua khác, vì sợ sau này hộp xoài sẽ mọc lên thành cây xoài, vua lấy gai chích tại chỗ mộng sanh cây. Các vua ấy ăn xoài xong, gieo hạt, nhưng nó không mọc. Họ hỏi nguyên do và biết được sự việc. Một vị vua cho gọi người giữ vườn và hỏi, người có thể phá hoại hương vị trái xoài của vua Dadivahana khiến nó trở thành đắng được không? Người ấy đáp, tâu đại vương, có thể được. Vua liền sai người ấy đi và cho 1.000 đồng tiền vàng. Người ấy đi đến Ba La Nại, báo tin cho vua này biết có một người giữ vườn đến. Khi được vua cho gọi, anh ta vào thành, đảnh lễ vua. Vua hỏi, người có phải là người giữ vườn không? Anh ta thưa, tâu đại vương, phải. Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói, người có thể làm phụ tá cho người giữ vườn của ta. Từ đó trở đi, hai người săn sóc ngự viên. Người giữ vườn mới tới không bao lâu đã làm cho cây trổ hoa trái mùa và sanh quả trái mùa, khiến cho khu vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất bằng lòng, bèn đuổi người giữ vườn cũ đi và giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi người giữ vườn ấy chiếm được ngôi vườn vào trong tay mình, anh ta liền bao vây cây xoài bằng cách trồng các cây niêm ba và các loại dây leo. Dần dần, các cây niêm ba lớn lên, rễ với rễ, cành với cành, chúng xen lẫn chằng chịt với cây xoài. Do xen lẫn với vị không tốt, trái xoài có vị ngọt, trở thành đắng, giống như là niêm ba. Vừa khi biết được, trái xoài đã trở thành đắng, người làm vườn bỏ chạy trốn. Vua Dadivahana đi đến thăm vườn và ăn trái xoài. Khi nước của trái xoài vào miệng, có vị đắng như trái niêm ba, không thể nuốt nổi, vua phải khạc nhổ ra. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị cố vấn của vua về thánh sự và tục sự. Vua cho gọi Bồ Tát và hỏi, thưa bậc hiền trí, cây này được săn sóc cẩn thận như xưa. Sự việc là vậy, sao trái trở thành đắng, lý do gì vậy? Và vua đọc bài kệ đầu, đẹp, thơm và vị ngọt, trái xoài xưa là vậy, vẫn được ta tôn quý, sao lại có vị đắng? Để nêu lý do, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai, Dadivahana, trái xoài chính của ngài. Bị dây bởi niêm ba, rễ xen lẫn với rễ, cành xen lẫn với cành, chính cây đắng bao quanh, đã làm hư trái ngọt,
do sống với bạn ác, trái ngọt trở thành đắng. Vua nghe lời Bồ Tát, bảo chặt tất cả các cây niêm ba và dây leo, nhổ rễ lên, đào bỏ đất bùn không tốt xung quanh, và đổ đất bùn tốt vào gốc cây ấy. Rồi cây được nuôi dưỡng cẩn thận với sữa, nước ngọt, nước thơm, sau đó nhờ được thấm nhuần đủ mọi vị ngọt, nên trái cây trở lại ngọt như trước. Vua liền giao khu vườn cho người giữ vườn trước kia săn sóc. Sau khi sống hết thọ mạng, vua đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện Tiền Thân, lúc bấy giờ, còn ta là vị đại hiền trí. 187. Chuyện bốn vẻ đẹp